top những bộ K-drama mà người xem chỉ sống bám víu vào hậu trường thôi, chứ không hy vọng gì vào tình tiết phim. Ở đây chỉ có top 1, không có top 2, top 3 gì đâu. Vì đây có lẽ là bộ phim như vậy, người xem mà tin vào tình tiết trong phim thì chắc héo mòn theo Suho hết rồi. Hậu trường dễ thương, tình bao nhiêu thì phim quằn quại, đau khổ bấy nhiêu.